ngày 23 tháng 9, ghi nhận thực tế trên quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, có rất nhiều công dân của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau về quê tránh dịch. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Hậu Giang, lực lượng chức năng yêu cầu bà con khai báo, sau đó lập danh sách liên hệ với địa phương mới tiến hành dẫn đường cho người dân đi qua địa bàn. Do không thể tiếp tục hành trình, bà con đành phải ngồi ven đường hoặc trú tại mái hiên nhà người dân, có người lấy mền chiếu che tạm để trú. Trong số những người về quê có không ít trẻ em, thậm chí có cháu chỉ khoảng 12 tháng tuổi. Cũng đang làm ở Long An mà thất nghiệp được 3 tháng rồi, khó khăn quá, giờ cũng tìm đường về quê sinh sống. Ở trọ chẳng giờ cũng không có tiền đóng tiền trọ nữa. Ăn uống thì có ăn mì với cơm đồ, đâu có lay lắc qua ngày, giờ cũng kiếm đường về quê đang sinh sống chứ giờ ở trển cũng trụ hết nổi rồi. Thiệt là giờ tôi không còn khả năng để ở trên đó để làm. Tôi biết sai lực mà tôi phải làm đi gì. Tôi hết còn đường nào nữa rồi. Trước tình hình trên, lãnh đạo địa phương đã tìm cách hỗ trợ thức ăn nhanh như bánh mì, khoai lang và nước suối cho bà con trong thời gian chờ đợi. Mặt khác, ngành chức năng tỉnh đã liên hệ với hai địa phương Bạc Liêu và Cà Mau để phối hợp đón công dân về tránh dịch. Nhìn chung thì ở đây thì bà con thì về đây thì cũng chấp hành tương đối tốt cái việc mà an ninh trật tự. Thành ra là khi mà chỗ anh em hướng dẫn thì bà con là đảm bảo, rồi chỗ ăn chỗ ở thì sẽ hướng dẫn. Nói chung là khó mà, vào thời điểm này khó. Thành ra là ngủ thì không ngủ được đâu, ngồi chủ yếu ngồi cũng ngồi thôi. Chứ giờ ăn thì là mình chỉ tạo điều kiện là hỗ trợ cho bánh mì và nước. Cuối giờ chiều ngày 23 tháng 9, lãnh đạo huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, phía hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã đồng ý đón công dân về quê tránh dịch. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cho những người này khai báo y tế, sau đó bố trí lực lượng đưa bà con đến địa phận tỉnh Sóc Trăng để bàn giao. Từ đây, bà con tiếp tục được dẫn đường đến Bạc Liêu. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.